sạn mấy cái lồng để mình ra mình bắt mấy con chim kia, và ra mình đem mình đâu đu luôn. Và nói chung là chuẩn bị để cho ba con kia đi ra ngoài, để con cho con mái nó đẻ đạo, con mái nó chưa chịu đẻ. Chắc là do tại mấy con đó. Thì giờ mình sẽ ra cái lồng ngoài kia và mình bắt chim non vào đây, và mình sẽ quay và đo cho anh em xem ha, từng con như thế nào và sao luôn ha. Ok, theo chân mình giờ mình đi bắt xong rồi mình sẽ quay tiếp ha. Đố này bao nhiêu mình sẽ đo ha. Ok, tôm đàng hoàng nha. Cái này mình không có chia đâu nha, nói chung mình chia mình đã làm giống. Còn lông máu luôn nha. Đây, mình chặn ngay cái đầu pho đó ha. Ok. Bao nhiêu? 14 hơn nha. Và lông máu còn nửa cây nữa nè. À. Cho nên là con chim nó đuôi dài lắm. Thì cái đoạn đó bữa mình kêu mình bán con mẹ, nhưng mà mình nghĩ thôi, chắc mình để lại mình không bán mày nó đâu. Mình để mình chơi. Nói chung là con đó đẻ ra bữa giờ chim con ra mình thấy đuôi cũng dài lắm. À. Okay. Giờ mình bắt ra ngoài mình nuôi để mình vô cám, xong rồi cho con kia ở mọi người, để mình tách riêng ra hết. Xong giờ cho nó lên, tiếp tục còn hai con nữa. Còn đây là con mái, mái cho khổ đo, con mái đủ chất ngủn. Máy đồ chính xong. Đây. Rồi, còn một con nữa. Con kia là con của cha 24, mẹ 14. Ok, đây còn đó đây. Con hơi này nó đuôi đều hết. Con này đu có 8 xăng à. Xong. Giờ mình sẽ dọn từ từ, khi nào mình bắt mấy con kia ra tiếp mình sẽ quay cho anh em xem ha. Có gì nữa là sao ha, tại mấy con kia nó cũng đang tổ bông lên truyền thôi. Mình thấy không rồi. Ok, chuẩn đó ha. À, đúng là nó múa hót múa cánh thôi. À. Nói chung mình làm sao là cũng phải coi. Ok. Dạ thì anh em nào thấy bắt con này thì alo cho mình ha. Giờ dạ, thì dám đảm bảo mình bao luôn. Hót múa chơi ok ngon lành đàng hoàng ha. Và cánh tay vàng có nha. Giờ mình nay phải là 3-4 bữa rồi á, giờ muốn mở miệng ra. Ok, anh em đợi mình bắt ha. Mình có con máy rồi nữa. Mình đang hai lông hết nha mọi người.
Máy chân đẹp lắm nha. Máy chân chân vàng đàng hoàng. Chung trống là hót xè á, xè đuôi ngon lành luôn. Trưa mà ngày đó hót rồi mình phải chạy ra mình coi phải không, chứ bữa giờ mình rên lại có điện thoại. Đó, đây chính là con bò mà mung, đây là con muốn bò. Anh em muốn kêu con gì kêu. Đó. Màu sắc nó sẽ như thế này. Ở ngoài là tới nó cũng như thế này luôn nha. Nói chung con này ra nắng thì đó, nó ra nắng thì nó ok hơn nhiều. Nói chung là dòng này cũng rẻ tiền, có 2-3 triệu một con gì à. Đó, mình làm heo cào của anh em rồi nha. Anh em hỏi anh em nào thắc mắc thì cứ vào xem cho biết ha. Người ta bao mình không tin nhưng mà mình dám khẳng định với anh em là con này múa cánh đây bạn. Bao không ngoái ngước, không lộn, mắt mũi đầy đỏ, móng mũi nè, mắt mũi móng mỏ đầy đủ ha. Mình lấy chân quay ra. Nói chung mà hiện trạng là hai đứa nó đang rớt lông. Hôm qua mình mới bắt được con này đó đâu rồi. À, con bồ trao hoặc là con phú đầu trắng. Thì
Dạ. Thank you.
con máy bông của mình nè. Nó rụng lông rồi, hàng chi nó không đẻ phải rồi. Đúng ba lứa nghỉ. Mình bắt ra cái nó vuột lông đuôi hết rồi. Nó vuột sạch hết rồi. Không còn một cọng. Nhảy trên này dữ rồi. Con này giờ nó chạy không rồi, nên là hết thẻ alo cho mình ha. Thì hiện tại mình đang bắt mấy con lựa con ra, mình bắt được hai con rồi, còn một con thì mình cứ đặt bẫy trong đó, rồi dính con gì bắt con đó. Sau xuôi dính con máy cái bắt đầu nó tụt hết lông đuôi luôn rồi. Đang bắt được hai con rồi đây nè. Cái lồng này hôm qua mình dọn để mình bắt thả ba đứa nó ra đây thì hơn sao được hai tấn một máy nữa. Thì tụi này vẫn còn lông máu. Thì cái con anh đợt trước của nó sáng hồi hôm qua hồi video trước đó mình có quay mà ha, nói chung cũng đầu video thôi chứ không đâu hết á, là nó tới 14 mà còn nửa ống lông máu nữa thì con nó hỏi là ra hơn ha. Thì còn mấy em này thì sao chưa biết. Thì một bé em nữa là đuôi mới có chín nè, con máy thì đuôi chín mà tấm và đuôi tới hơn 14 rồi đó. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì anh em nào bắt cặp bò đó thì alo cho mình ha. Số khẩu của mình là 0929 887 346 ha. Anh em có thể là tới nhà xem trực tiếp, hoặc nói chung là con đó thì mình sẽ bao luôn. Ngoài anh Thách, anh chủ anh bao ra là mua cánh tay bàn, mình sẽ bao anh em tiếp tục là mua cánh tay bàn. Con trống với con máy này không phải là một cặp, nó là hai con riêng lẻ ha, là hai con ở hai nơi khác nhau nha, hai con có hai chỗ. Thì nói chung là bắt vậy thì anh em giờ anh em ghép vẫn bình thường, không có gì hết, không sao hết. Ở trong con máy thì nó kích trống nó ro cũng ok đó. Để mình quay lại gần sát nữa rồi mình kết thúc video luôn ha. Thì tình trạng của hai đứa thì đang khai lông. Con máy này anh em cũng nhìn thấy cái bộ chân của nó ha, bộ chân nó màu cũng khá là đẹp và tơ ha. Con trống thì con trống 3 mùa, con máy này mình nghĩ chắc cũng chừng 2 mùa không tới nữa. Còn con bộ trâu đó thì mình mới bắt hôm qua, mà nói chung cũng may mắn thôi. Mình hiện tại còn hai con ngoài vườn mình đó. Con này kêu cũng ghê lắm. Bé cuối cùng, nói chung hiện tại đuôi ngắn ngắn nhưng mà còn lông máu nha. Đây cầm một tay mình sợ nó sảy chứ không gì ha. Chúng này phải đợi full lông mới đo được. Ok, giờ mình sẽ đeo vòng cho nó. Đeo vòng xong rồi thả ra ngoài thôi. Mình đã đeo vòng xong cho nó.
giờ thì thả ra thôi. À, vô ở với hai anh mày đi. À. Nói chung là tụi nó hiện tại đang trổ, giờ chờ xem khi nào mà nó ra dạng dạng dài dài giống con kia phun long á thì mình sẽ bắt cho mình đo anh em xem thử ha, là tụi nó sẽ đạt bao nhiêu ha. Nói chung là bố mẹ nó chỉ đẻ được hai lứa thôi, ba lứa cho nó quên lộn lứa rồi, lứa thứ ba, lứa thứ hai thì còn nó ra bông hay không thì hên xui thôi chứ giờ cũng chưa biết được đâu.